Bạn sử dụng bốn bốn xa nó sẽ tự ngọt nha. Bạn thường ngày này lúc rưu xôm lực dục biện này đôi rư dân hơi thà về và chân nạ sắp nâng biện vì rí hơi nâng biện bạc cả. Bạn chân biện về và chân nạ sắp rư gửi biện này đôi nâng biện vì rí nâng bạc cả. Nâng không nấy cư cứu xôm lực dục bi bịa cứ bịa tìm mối bịa vì rí ta miền này đôi thả mệnh hai nó bịa cá ta miền này đôi thả mệnh bạn chẳng tìm mối vì rí bạn chẳng vì rí vì sma đừng vì rí bạn vì rí nên vì chia bịa đám rồi bỏ vì rí chẳng vì sma đừng vì rí sma đừng bịa thả chul sma đừng bịa thả ụ tụ rư dân an tam bà lấy cứ ụ tệ cạ ụ tụ rư có ụ tệ cạ nấy cứ ao tụ rư dân an tam bà lấy cứ ao tụ cả rư sma đừng vì rí nó cứ sma đừng bị thả tật hay bị vì rí nó cứ sma đừng bị thả cùng kia trong cùng kia đó sma đừng bị thả tật tật nó cứ sma đừng bị thả u tụ sma đừng bị thả ảo tụ u tụ chul nó vì rí mà trong miền vì rí nó cứ miền này thả bây giờ gì ở chòm món cứ miền này thả tật và nó trong vì rí cứ này chọn món cứ tật nữa trong ụ tụ nướng cột miền này thật tật ảo tụ nướng cột miền này thật tật chỗ nướng cột miền này thật tật vì rị nướng cột miền này thật tật đài nữa vì chỉ biết đam rồi bỏ vì rị ta lấy dân mơ ụ tụ họ vì rị chiết vì rị chó rứ cô chó vì rị bọt vì rị mẹ mì kia sma nâng chù là bọt bà trong vì rì chết miền này thá cư chìa rục của chết đá đâu nâng nông tật vì rì dân đắng ấy biện này chòm món cư miền này thật tật là bởi dân sửa sẽ đáp á trong vì rì nâng miền này thật tật trong vì sma nâng biện vì rì vì chù ở chù ụ tụ áo tụ cùng kia trong miền này thay miền này thá cứ tật đỡ đá lên á chúng vì rì chết cứ mình ta rục chết đá ruột nó không tật rồi có đau nó không tật đôi chia bờ lết rồng tròn chu cái chứ ai vì rì chó rồi cầu chó đấy cứ miền này thả sạt đá ruột nó không tật cứ miền đôi chia tray cropper còn cái chia đám nâng nữa trong vì rì dân đang đá vì rì mình thả tật ấy trong vì rì chó rồi cầu chó nếu cứ miền này thả sạt đá ruột nó không nông tật vì rì bọt này bọt này mình thả phẩu vì rì bọt mình thả phẩu phẩu tật vì rì mình thả tật mẹ này mình thả phẩu đài nữa bà vì rì mẹ mình thả phẩu tật hay mì kia này có mình này thả phẩu đài nữa bà vì rì mì kia mình thả phẩu tật trong mì bịa từng ăn nó cứ vì sma đang bịa thả chùa là bọt mà nó chùa là bọt nó có miền này sma đang bị thả mì kia mẹ vì rì bọt vì rì chó rồi cổ chó rồi vì rì chiệt trong chùa là bọt chùa là bọt ở chỉ sài nhá và trong vì miền này thả chăng nữa và trong miền này sma này và tỏ lấy bịa tì pi cứ bịa cả cứ vì sma đang bị miền này đôi những bịa thá bộc phá trong bộc phá cứ cái sầm đại từ lớp cả bộc phá bàn tay bịa phía tràn cứ bộc phá cái tràn tại đôi từ nứng mình nuốt sấy cái chặt tục thà chi bố bộc phá pro mình nuốt sấy cứ chi mình nuốt đại miền sầm rõ sát khẩn cơ ốp đôi cả chẳng hai ban cá cứ vì sma đang bộc phá cái đôi từ nứng mình nuốt sấy nữa rồi ai bố sơ bà này có sma đứng cả đài nữa bọc
bộp này cứ chỉ biết đám rồi bó bộp phà này có miền này mà nâng cả rì ai bộ bộ này cứ biết đám rồi bó bộp bà này cứ miền này mà nâng biết tháp cả đọ mày và đọ mày này có miền này tháp cả mà nâng biết cả bắt tay bịa đọ mày đi cứ chỉ bịa đại dương cầm chay bí thay nữa cứ cả nhà đọ mày được nó không bật chấm riêng cái ta cả nhà đọ đọ mày mà nó trong vị chia bịa cầm chay máu bí thay để nữa còn ta miền này thá cả được cái này nữa tỏ hà lấy dòng mẫu đó bắp cun rư bắp cun nó bịa vị chân niêm miền này thá คลั่นผกาหรือผกาដែលមានคลั่นក្រក្រអូបបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បុផាមួយតងបុផាតែមួយព្រួយខ្លាចមិនបានមាននៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកពូស៊ិនស៊ីសមុទ្រណាបាទអញ្ចឹងពាក្យនៃដូចនឹងពាក្យទាំងពីរនេះគឺពាក្យវារីហើយនឹងពាក្យផ្កានៅក្នុងវីដេអូ មួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះហើយបើពិចិត្តនិងគាំទ្រសូមគុំភ្លេចជួយចុច like share ហើយនិងជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ.